Trong một căn hộ nhỏ ở phía nam thành phố, có hai vợ chồng trẻ sống hạnh phúc cùng với cậu con trai lên 4 tuổi. Một ngày nọ, họ phải đón người cha già ở quê lên sống cùng vì không còn ai chăm sóc ông. Ông lão đã ở tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ, chân bước không còn vững và đôi bàn tay thì luôn run rẩy. Hàng ngày, cả gia đình họ cùng ngồi ăn chung một bàn, nhưng người ông lớn tuổi thường xuyên làm rơi vãi cơm và thức ăn ra sàn nhà. Có lần, ông với tay múc môi canh vào bát thì nước canh đổ tóe ra khăn bàn. Vợ chồng người con trai rất bực mình vì cứ phải lau chùi dọn dẹp cho ông. Họ bàn nhau đặt một cái bàn ăn riêng cho ông cụ để ở góc nhà. Từ đó, hai vợ chồng trẻ ăn uống vui vẻ trở lại, mặc cho người cha già phải ngồi ăn một mình. Để cụ không còn đánh rơi vỡ bát đĩa nữa, họ làm một cái bát gỗ cho ông. Người cha ngồi ăn trong sự cô đơn, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Tất cả những gì diễn ra trong nhà đều được đứa cháu 4 tuổi quan sát trong thinh lặng. Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn. Anh ta dịu dàng hỏi: "Con đang làm gì vậy?" Đứa bé nhỏ nhẹ trả lời: "Ồ, con đang làm một cái bát nhỏ cho ba và mẹ ăn khi con lớn lên." Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ, từng giọt nước mắt hối hận tuôn rơi. Ngay sau lúc đó, anh con trai cầm tay bố và nhẹ nhàng đỡ ông đến bên bàn ăn của gia đình. Từ bữa ấy trở đi, ông cụ luôn được ngồi ăn chung với các con và cháu. Và dù cho ông có làm rơi vãi cơm canh hay thìa dĩa như thế nào, các con vẫn không chút nặng lời. Họ đã hiểu rằng chăm sóc bố mẹ là bổn phận của người làm con.